Ngày 19 tháng 1, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn trước đó. Ngày 18 tháng 1, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ tiến hành kiểm tra căn nhà của vợ chồng Võ Vinh Tân, 28 tuổi, và Bùi Thanh Ngân, 24 tuổi. Tại đây, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 6 bịch ni lon hàn kín hai đầu, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy, 6 điện thoại di động và gần 260 triệu đồng. Ngụ ấp Phước Trinh, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm như dao, súng tự chế, mã tấu. Điều đáng chú ý, thời điểm ngành chức năng làm nhiệm vụ, vợ chồng Tân có hành vi chống trả nhưng bị lực lượng khống chế. Qua giám định, tinh thể rắn trên là ma túy, có trọng lượng gần 8,6 gram. Hiện, Công an huyện Long Hồ đang tạm giữ hình sự đối với Tân và Ngân để tiếp tục điều tra về hành vi nêu trên. Bước đầu, Tân đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy,